Hello xin chào các bạn đã đến với kênh DV channel rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta khắc phục những lỗi trên Zalo và một số bạn chưa biết là lỗi tin nhắn không hiển thị trên màn hình bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo lên các bạn sẽ nhập vào hình người và đi đến cái phần cài đặt hình bánh xe này tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái mục thông báo thì tại đây những cái nút mà thông báo về trò chuyện tin nhắn nếu mà đang bật bị ẩn đi có nghĩa là không xuất hiện màu xanh thì các bạn sẽ tích vào để chúng ta tiến hành gạt bật lên tất cả các cái nút về thông báo tin nhắn rồi ở đây xem trước tin nhắn mới trong zalo nếu mà các bạn trường hợp các bạn tắt cái nút này thì nó cũng không xuất hiện cái phần tin nhắn khi mà có tin nhắn mới đến trường hợp các bạn đang gặp đó là khi tắt màn hình điện thoại khóa màn hình điện thoại thì các bạn phải bật cái nút này lên các bạn bấm bật lên trường hợp trò chuyện các bạn cũng mở lên rồi như vậy sau khi chúng ta đã mở những cái nút thông báo ở trong cái phần thông báo này để bảo đảm chắc chắn rằng là chúng ta đã mực và các bạn có thể tiến hành thử lại và nếu vẫn không được thì các bạn sẽ thực hay thực hiện chúng ta sẽ nhấp vào và đề thật lâu ứng dụng Zalo thì lúc này sẽ xuất hiện lên chúng ta cái mục là thông tin ở đây thì các bạn sẽ bấm vào thì lúc này chúng ta sẽ đi đến phần cài đặt trên hệ thống của máy thiết bị của chúng ta thì đây là các bạn sẽ đi đến cái mục là thông báo ở đây mà bấm vào trường hợp các bạn mà không có cái nút hiện thị thông báo này các bạn sẽ không nhận được thông báo trên màn hình nếu tắt thế này thì các bạn sẽ bấm đây là phần cài đặt thông báo của hệ thống à, nó khác cái phần cài đặt trong Zalo trường hợp trên Zalo các bạn mở rồi nhưng mở cái mục uh, cài đặt cái phần thiết bị và tắt đi thì hệ thống cũng thông thông báo tin nhắn cho các bạn thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ kiểm tra uh, qua bước này rồi sau đó các bạn sẽ thử lại trong trường hợp nếu không được thì các bạn sẽ tiến hành thì các bạn sẽ cũng nhấp vào biểu tượng Zalo uh, thật lâu tầm 3 giây rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục thông tin này thì lúc này các bạn sẽ đi đến cái mục là bộ nhớ và bộ nhớ đệm ở đây thì các bạn sẽ tiến hành xóa bộ nhớ đệm đi để chúng ta giải phóng cái tập tin có thể chiếm đầy bộ nhớ đệm bộ nhớ đệm là cái bộ nhớ trung gian lưu truyền giữa tin nhắn từ tổng đài đến tài khoản zalo của chúng ta thì các bạn lưu ý chúng ta chỉ xóa bộ nhớ đệm thôi chúng các bạn không được xóa bộ nhớ khi các bạn xóa bộ nhớ thì tất cả các tin nhắn trên zalo sẽ mất hết và các bạn không có cách nào lấy lại trường hợp các bạn không có mực sau lâu các bạn lưu ý quan trọng ở đây chỉ vụ nhớ đẹp cái chuỗi quét này thôi trong trường hợp nếu không được thì các bạn sẽ tiến hành nhật lại các bạn Zalo mới nhất thì bằng cách đối với cửa hàng xe Play đối với hệ điều hành Android thì các bạn sẽ chỉ việc mở lên và chúng ta sẽ bấm vào và Zalo để xem và làm sao biết cái hệ thống Zalo của các bạn là làm mới hay là cũ thì khi các bạn bấm để tải về nó xuất hiện cái chữ mở ở đây có nghĩa là phiên bản của bạn là phiên bản mới nhất rồi còn ở đây nó có cái chữ cập nhật thì điều điều đấy có nghĩa là phiên bản yellow mà bạn đang xài là phiên bản cũ thì lúc này các bạn chỉ việc nhấp vào và chúng ta cập nhật lên phiên bản mới rất là đơn giản. Và khi mà các bạn nâng cấp hay là cập nhật mới lên thì các bạn lưu ý chúng ta phải tiến hành bật sao lưu và đồng bộ lên để khỏi mất dữ liệu. Thì mấy ngày hôm nay có rất nhiều bạn đã mất dữ liệu vô tình hay là do sơ suất các bạn không bật cái tính năng sao lưu và đồng bộ thì mà để chắc chắn thì các bạn cũng mở lên sau lưu đồng bộ trên máy tính lên thì cách làm như thế nào thì trong video mình đã có trong kênh mình đã chia sẻ rất là cụ thể các bạn có thể đón xem để tránh mất những dữ liệu đáng tiếc và không có cách nào lấy lại được. Rồi, rồi như vậy là sau khi chúng ta đã thực hiện xong thì các bạn sẽ uh, kiểm tra lại là được chưa và nếu chưa được thì các bạn cũng uh, tắt máy và chúng ta khởi động lại thì có đôi lúc các bạn sẽ cài những phần mềm và do nó bị xung đột ứng dụng tạm thời thì khi mà các bạn tắt nguồn và reset trở lại mở máy lại chung quy là thì có những cái cách mà các bạn có thể khắc phục như vậy và nếu vẫn không khắc phục được thì các bạn có thể liên hệ kinh để mình được hỗ trợ thêm rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta khắc phục trường hợp bị lỗi không thông báo tin nhắn zalo mới khi mà các bạn khóa màn hình điện thoại uh, hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định uh, trường hợp các bạn có câu hỏi nào các bạn để lại dưới phần comment các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ đồng hồ kênh cũng như để cho mọi người biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.